danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài đầu tiên, lesson 1 của unit 18, playing and doing. Trong bài học này, các con sẽ được học các từ vựng liên quan đến các hoạt động. Đồng thời, chúng mình cũng sẽ được học thêm một cấu trúc câu rất thú vị để diễn tả chúng mình đang làm gì. Bây giờ, cùng mời các con cùng bắt đầu buổi học với cô nhé. 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Trong phần 1 có 2 bức tranh, mời các con quan sát và nhắc lại theo cô nhé. Bức tranh A. Where are you, Lin? Lin, con ở đâu? I'm in my room. Con ở trong phòng. Bức tranh B. Mom, I'm dancing. Mẹ, con đang nhảy. Have fun. Chơi vui nhé. Bây giờ, cùng mời các con cùng lắng nghe pha nghe nhé. Unit 18. Playing and doing. Page 52. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Where are you, Ling? I'm in my room. B. Mom, I'm dancing. Have fun. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hành đọc với cô một lần nữa. A. Where are you, Lin? I'm in my room. B. Mom, I'm dancing. Have fun. Như vậy, các con có thể thấy khi mà bạn ý nói con đang nhảy thì bạn ý nói rằng I'm dancing. Bây giờ, cô mời các bạn chuyển sang phần số 2. 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Phía bên tay trái chúng mình có cấu trúc I'm. Tôi đang... Phía bên tay phải là những hoạt động mà mình đang làm. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô. Writing. Viết. Writing. Dancing. Nhảy. Dancing. Singing. Hát. Singing. Reading.
Đọc. Reading. Như vậy, khi muốn nói mình đang làm gì, các con sẽ sử dụng cấu trúc am và cộng với các hoạt động mà mình đang làm. Các hoạt động này đều phải được thêm doing ở đằng sau động từ. Chính vì vậy mà phía bên tay phải, các con có thể thấy tất cả những hoạt động này đều được thêm doing. Bây giờ, cô sẽ bật file nghe, các bạn nghe và chỉ vào bức tranh tương ứng nhé. Page 52. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. Writing. B. Dancing. C. Singing. D. Reading. I'm writing. Như vậy, chúng mình có thể thấy bạn ấy nói rằng I'm writing, tớ đang viết. Mình sẽ chỉ vào bức tranh A. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần số 3. 3. Let's talk. Thực hành nói. Trong phần này, chúng mình sẽ thực hành cấu trúc câu tôi đang làm gì. Mời các con đặt câu đầu tiên, tôi đang đọc. I'm reading. Các con có đặt đúng câu vừa rồi không? Chúng mình sử dụng công thức am cộng với hành động đang diễn ra có doing. Về những hành động thì chúng mình sẽ xem lại ở bài 2 nếu như chưa nhớ nhé. Reading là đọc, chúng mình có thể thấy ở trong bức tranh D. Tiếp theo câu số 2, cô mời các con đặt câu tớ đang nhảy nào. I'm dancing. Câu số 3, mời các con đặt câu tớ đang hát. I'm singing. Và câu cuối cùng, mời các con đặt câu tớ đang viết nào. I'm writing. Trong 4 câu vừa rồi, các con đặt đúng bao nhiêu câu? Trong trường hợp các con chưa đặt đúng thì các con cần phải quan sát công thức kỹ hơn và cẩn thận hơn nhé. Bây giờ, chúng mình sẽ thực hành lại 4 câu này. Cô Huyền sẽ nói trước và mời các bạn nhắc lại theo sau nhé. Tớ đang đọc. I'm reading. Tớ đang nhảy. I'm dancing. Tớ đang hát. I'm singing. Và câu cuối cùng, tớ đang viết. I'm writing. Tiếp theo, cô mời các bạn chuyển qua phần số 4.
for, listen, and take. Phần này các con sẽ nghe và chọn vào bức tranh tương ứng. Câu số 4 này có 2 câu. Câu 1 này, hình A bạn ấy đang viết, writing. Hình B bạn ấy đang đọc, reading. Câu số 2, hình A bạn ấy đang hát, singing. Và hình B bạn ấy đang nhảy, dancing. Các con nghe xem các bạn ấy đang làm gì để tích vào bức tranh tương ứng nhé. Các bạn sẽ được nghe 2 lượt, lượt 1 nghe và tự làm, lượt số 2 nghe và kiểm tra kết quả. Mời các con bắt đầu nào. Page 53. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Where are you, Mary? I'm here in my room. I'm reading. 2. Where are you, Nan? I'm here. I'm dancing. 2, cô Huyền mời các con nghe và kiểm tra đáp án nhé. Page 53. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Where are you, Mary? I'm here in my room. Câu số 1 này. Bạn đang ở đâu, Mary? Tôi ở đây, trong phòng của tôi. I'm reading. Tớ đang đọc. Như vậy mình sẽ phải chọn hình B, câu số 2. 2. Where are you, Nan? I'm here. I'm dancing. Bạn đang ở đâu, Nam? Tớ ở đây, tớ đang nhảy. Vì vậy, mình cũng sẽ phải chọn hình B cho câu 2. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài tập số 5. 5. Look, complete and read. Nhìn, hoàn thiện và đọc. Trong phần này, các con quan sát các bức tranh và hoàn thiện những câu ở bên dưới. Câu số 1 này, bạn ấy đang nhảy. Đang nhảy thì mình nói thế nào nhỉ? I'm dancing. Nên mình sẽ điền thêm từ dancing vào đây. Câu số 2, trong hình, bạn Nam đang đọc một cuốn sách. Tôi đang đọc sách thì nói như thế nào? Rất tốt, đó là I'm reading a book. I'm reading có nghĩa là tôi đang đọc, còn a book là một quyển sách. Mình nói đầy đủ hơn thì mình sẽ nói rằng I'm reading a book. Tôi đang đọc một quyển sách. Câu số 3, tôi đang hát thì nói thế nào nhỉ? I'm singing hoặc là I'm singing a song. A song có nghĩa là một bài hát. I'm singing a song. Tôi đang hát một bài hát. Câu số 4. Tôi đang viết. I'm writing. Bây giờ cô mời các bạn thực hành đọc 4 câu này với cô nhé. 1. I'm dancing. 2. I'm reading a book. 3. I'm singing a song. 4. I'm writing. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 6. 6. Let's play. Hãy cùng nhau chơi nào. Trò chơi này có tên là Miming Game. Trò chơi bắt chước. Chúng mình sẽ diễn tả các hoạt động mà mình đang làm và các bạn ngồi bên dưới sẽ đoán xem hoạt động đó là gì. Ví dụ, trong hình, bạn nữ đang nhảy, đang múa
thì các bạn bên dưới đoán là dancing. Tương tự như thế, các con sẽ diễn tả những hoạt động khác và chơi trò chơi này cùng với bạn của mình nhé. Các con về nhà ôn tập lại các từ vựng liên quan đến chủ đề những hoạt động mà mình đang làm, đồng thời ôn tập cấu trúc câu nói tôi đang làm gì, am cộng với động từ thêm đuôi ing. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.